Hello bạn em, vừa rồi thì mình đã có mặt tại Hội An và vừa rồi thì mình đang chuẩn bị vào quán bún chả cá và bún cá thu, bún có ngừ, cao lào. Một món, những món ăn phải nói là rất là chỉ là tuyệt vời và tuyệt đỉnh của Hội An luôn. Đó, bạn em vô Hội An là ngay đầu đường luôn. Số 6 không là anh mấy bạn ghé quán này ăn ăn bún tuyệt vời nhất trong Nam luôn. Đây là quán bún chả cá, chỉ có 30 ngàn tô, quán bún Bà Phiến, số 6 Cao Lãnh, Hội An. Đây, đây và chị chủ là bán bún này rất là đẹp gái luôn. Đó. Đó, tươi xanh luôn, nước lèo. Đó, phải nói là rất là đặc biệt luôn. Chị có thể chia sẻ cho em một về cái bí kíp của món bún này được không chị? Chia sẻ thì bún chả cá làm ra chả. Sau đó mình nó nước lèo bằng những cái đồ lá chiên, tô quý măng rồi đó. Mình muốn chế tốt cái món này thì mình chế tốt khoảng bao lâu là sẽ hoàn thành cái món này chị? Mấy giờ là chị bắt đầu sẽ... 6 giờ sáng. À, 6 giờ sáng hả? 6 giờ sáng đến bán đến 9 giờ tối. À, từ bán từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Để chuẩn bị cho món món bún này thì mình phải thức dậy mấy giờ để chuẩn bị những cái việc 5 giờ. 5 giờ sáng. Quá quá quả mà này mà chung để có những món bún phải ngon tuyệt đỉnh. Nói chung là đây là món quán bún của Bà Biến này là phải nói là 40 năm làm nghề, ăn phải nói là nhất trong rang luôn. Vỗ tay. Bây giờ Bro Team sẽ quay cảnh Bro Team ăn. Đó, cho bên em xem. À, đây bánh em, đây là một tô bún cá ngừ giá 30.000 đồng đó. Đầy nhấp luôn, đầy nhấp luôn đó, ăn là chắc là phê luôn đó. Lót cá ngừ nè, lót cá ngừ là bèn mèo, quá to. Đấy bánh em ăn cái này thì mình qua chế thêm miếng chanh nghe đó. Đây là hành, đây là dầm chắc là dầm mấy tiếng hồ này, dầm là tối qua đến giờ đó. Rồi để ăn kèm với bún đó, rất là tuyệt vời bánh em. Đây, mình ăn bún thì mình cho em thêm một chút mắm tôm nữa cho nó thơm. Ăn món này là cô dâu chú rể là ghiền lắm, chút phun đúng bờ luôn, thơm miệng luôn đó. Thêm một chút phun ớt nữa, ớt này ớt tủa nè, cay 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 rất là ngon đó. Mấy này mang mang thì mình chấm thêm xí mắm nữa. Đây là tương Hội An mấy này. Đây đó, thấy rồi. Ê, nhiều quá thấy rồi, còn có biết đâu mà tìm giác giác miếng đâu. Rồi, trái khói đều lên bên em, khói đều lên. Rồi, cho miếng rau ram sống nữa bên em. Đây. Quá tuyệt vời bên em ơi, quá đã bên em ơi. Rồi, ok, thưởng thức thôi bên em. Thưởng thức thôi, bên em coi bộ đồ tìm thưởng thức nè. Nói thiệt với anh em à, nhức nách luôn, túi ngủ xóa dày đổ bộ xin tôi lấy quá anh em ơi. Cái món mà cái thời mà bà đồ tìm đi tám chưa mặc quần á, cái thời mà vừa là kê khơ của thả sơ sinh á, món thời nói trừ á trù rồi làm cái nè. Đà Nẵng có hơi chi nhánh nữa anh em, 63 với Nam Mốc Lê Hồng Văn anh em. Ở Đà Nẵng không có, tới Quảng Nam Đà Nẵng đi, không ăn đừng có tiếc, nhức nách luôn. Ngon quá nè. Thôi đứa bên em nè, đứa bên bên em hết rồi, còn nước không, hấp nước hả? Chúc cho bên em có một chuyến du lịch tại Đà Nẵng Quảng Nam thật là vui vẻ trọn vẹn. Đó, thưởng thức những món ăn Quảng Nam miền Trung, thưởng thức những món ăn gọi là đặc sản ở Quảng Nam. Bên em không biết thì cứ comment rồi bà đồ tiền sẽ hướng dẫn và chỉ điểm cho bên em nha.
Ok, bye bye. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.